Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Mình là Mạnh đến từ công ty MyCinex tại chi nhánh miền Bắc. Trong tháng 10 vừa qua thì công ty mình trên fanpage thì có tổ chức một mini game về World Cup 2022. Thì giải thưởng đặc biệt của công ty bọn mình thì là một chiếc máy là nọc rượu Aquafil. Thì ngày hôm nay mình đã có mặt tại Hà Nam để trao giải thưởng cho một vị khách may mắn đã trúng giải thưởng đặc biệt của công ty mình, một máy nọc Aquafil 10 năm. Đó. Em lời đầu tiên thì em chúc mừng anh vì là anh là người đầu tiên đã đạt được giải đặc biệt của công ty bọn em. Anh có đôi lời chia sẻ gì về bản thân cho mọi người cùng biết được không ạ? Mình giới thiệu mình là Trung đến từ Hà Nam. Thì lời đầu tiên là mình cũng cảm ơn chỗ công ty MyCinex Việt Nam là có cái phần quà là rất là ý nghĩa và cũng rất là nhiệt tình từ xa đến đây. Thì qua cái cảm nhận ban đầu mình vừa test thử thì cũng thấy là mới mấy lít thôi, nhưng mà thấy về cái hương vị thì thấy rượu nó cũng không bị mất đi, mà cảm giác là rượu cũng uống cũng dịu đi một chút. Vâng, em cảm ơn vì những chia sẻ ở trên này của anh. Thì không biết là anh là do đâu mà anh biết đến chương trình của bên công ty bọn em anh nhỉ? Thì chắc là mình cũng theo dõi cái fanpage của MyCinex ấy. Thì mình cũng bởi vì là mình là người làm trong nghề rượu mà ngành rượu mà, nên là mình cũng theo dõi từ lâu là cũng muốn mua một cái máy, trước tiên là một cái máy lọc để mình xử lý cái rượu ban đầu để mình xem là nó chất lượng nó thế nào. Thì cũng rất là may mắn là lại được hôm nay để nhận được một phần quà của công ty, rất là cảm ơn. Thì thôi em cũng là chúc mừng anh thì, và em cũng chúc anh và gia đình luôn luôn có sức khỏe. Còn xin chào tất cả quý vị và các bạn. Anh Trung đã được trải nghiệm qua máy lọc rượu Aquafil. Các bạn có muốn tự trải nghiệm thì hãy đến với công ty MyCinex của chúng tôi. Xin chào tất cả quý vị và các bạn.